Tại vì trong những cái lúc mà mình thất tình là những cái lúc mà mình đang yếu lòng nhất, và cái con tim của mình nó dễ yếu lòng nhất. Cho nên là bất kỳ một cái câu nói nào của một chàng trai khác hay là bất kỳ một gì, em đừng có buồn nữa mà anh biết rồi, anh nhanh tóc dài nhanh quên quên. Đó là kiểu như vậy, là mình chắc chắn là mình sẽ cảm thấy ô sao chàng trai này ấm áp quá. Tức là quen được một thời gian, cái xong bạn trai cũ biết là Vân có bạn trai mới, nằng nặc đòi gặp. Đó là muốn gặp nói chuyện, mới nói ra là bây giờ anh muốn quen lại với em. Anh thấy là anh sai rồi, anh thấy bây giờ em muốn làm gì cũng được á, nhưng mà giờ quen lại với anh đi, chia tay bạn trai mới đi. Đó, tức là nhờ cái người bạn trai mới á, mình mới thấy được. Tức là cái mối tình này thật sự nó không có ổn. Nhưng mà do là cái thói quen của mình đó, giờ mình nghĩ là mình vẫn còn yêu người ta và có thể chấp nhận được. Câu chuyện của Vân là câu chuyện lạ đó. Bởi vì thường nó thường xảy ra cái chiều hướng ngược lại nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng không? Là khi mà bạn trai có còn bạn gái mới rồi thì bạn gái luôn luôn kêu thôi anh bỏ người kia đi quay lại, thì nó mới đúng. Nhưng mà cái này là hơi lạ. Lúc đó là giống như là em mới nhận ra là thật sự là em hết tình cảm luôn. Muốn với lại cái bạn trai cũ luôn. Tức là em cảm thấy là anh đó quá ích kỷ. Khi mà em đã chờ biết bao nhiêu lâu mà không có đá động gì, để chỉ khi mà em có bạn trai mới thì bắt đầu mới quay lại vậy, thì em thấy là ủa, liệu cái người này có còn xứng đáng với mình nữa hay không, khi mà người ta không có trân trọng mình. Thì nếu mà với cái tình huống của chị Vân á, thì em thấy nó hợp lý. Nhưng mà so với cái cách làm này thì nó hợp lý. Đúng, anh thấy nó hợp lý. Tại vì nếu như mà em cuối cùng em cũng nhận ra rằng cái chuyện là chúng ta không hợp nhau nữa, mà người kia là người tốt hơn rồi, mà cái chuyện cũng đã qua rồi, thôi mình bước tiếp thôi. Mà trong mình cho bản thân mình một cái cơ hội mình bước tiếp. Nhưng mà nói đi cũng nói lại là đàn ông con trai thì cũng rất ghét cái cảm giác mình làm người thay thế. Nên là nếu như mà có chuyện nó xảy ra thì em cũng cảm giác cái tự trọng lại lên cao nữa. Giống chứ. Nói chung là vậy nè, đàn ông con trai á, đi chung với bạn gái của mình thì một cái điều rất là mong mỏi là đừng có bao giờ nhắc người yêu cũ hết. Đúng chứ. Tuyệt đối không và không, ngàn lần không, n lần không. Không, em thì em lại không phải là thích, nhưng mà mình nhắc tới, mình chia sẻ ra không phải là để mình so sánh, mà mình chỉ nói ra là để cho người đó biết là tôi đã từng có một người yêu cũ như vậy. Em thấy là không nên luôn. Thiệt ra là người ta cũng không gọi là phải giận mình vì cái việc đó, nhưng mà chắc chắn là trong lòng người ta có một chút chạnh lòng. Và đặc biệt là khi mà anh nói với bạn gái anh vậy, bản thân là con gái một tụi em sẽ cảm thấy chạnh lòng, và ngược lại bọn em nói với bọn anh, chắc chắn là anh Bảo cũng đúng. Anh đồng ý. Em thì em lại cảm thấy thoải mái trong cái việc nếu như mà có một người bạn gái mà nhắc đến người yêu cũ, và em cũng vậy, em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ về người yêu cũ của em đối với bạn đó. Rồi bây giờ em có người yêu chưa? Thấy chưa? Câu chuyện tiếp theo. Quen bạn trai mới để quên người yêu cũ, không ngờ vợ bạn trai mới gọi điện xin em buông tha ảnh. Damn. Wow. Đó, trong cuộc yếu lòng đó. Là ai vậy? Cô gái nào? Em đồng ý với cái quan điểm của bạn Vân là khi mà mình bị thất tình á, mình quen người mới là cách tốt nhất để mình quên người cũ. Em gặp cái bạn đó trên phòng tập gym. Và bạn đó không đeo nhẫn cưới. Nói chung là anh là một người độc thân. Nhưng mà đi hẹn hò tìm hiểu khoảng một tuần thì em thấy là ô, anh này cũng là người rất là hợp với mình, có thể là người tiếp theo của mình chăng. Thì đi chơi với bạn này em rất là vui, và rõ ràng là em quên một phần đi về cái người cũ của em. Một tuần sau đó có một số điện thoại rất là lạ điện cho em, khóc lóc: chị là vợ của anh bạn trai mà em đang quen đây. Em vô cùng kiểu giống như là trời đang nắng tự nhiên mưa sầm xuống, em kiểu em cảm hụt hẫng cực kỳ, tại vì em đang thất tình nữa. Thì tất nhiên là mình, tại sao mình lại chấp nhận quen một người có gia đình chứ. Chính xác. Thì em chấm dứt luôn, và em nghĩ rằng là đàn ông mà bây giờ có gia đình đó mà ra tán tỉnh con gái mà nói là anh còn độc thân rất là nhiều, nên phụ nữ bây giờ phải là tỉnh thật táo. Sự là tỉnh thật táo, là cẩn thận và tận tỉnh táo. Tôi tiếc quá, ngày mai tôi không mời khách mời nào mà có vợ rồi ở đây hết trơn. Tôi hỏi còn có vậy không. Nhưng mà Ngân, em là người vợ trong cái trường hợp này thì em sẽ xử lý như thế nào?
Đối với em thì tất cả những sai lầm gì đó em đều có thể tha thứ được. Nhưng mà riêng ngoại tình thì không còn cơ hội nào để giải thích. Đúng rồi, cái đó tuyệt đối là không được. Thường người ta nói là phụ nữ là sẽ linh cảm đúng không? Nhưng mà em thì không linh cảm. Em phải tìm tòi, phải đúng, phải chính xác. Phải vậy. Khi mà chính xác một phát rồi là em cho đi luôn. Bắt tình tài. Các bạn đang thấy sao? Bắt tình tài. Anh ơi, em muốn chấp nhận. Vì chia sẻ với cái người nam đó thì như thế nào? Gọi có làm một lần không? À, cái anh này á thì tất nhiên là có liên hệ với em và có điện thoại với em và nói rằng á xin lỗi Vi bởi vì anh đã dối em chuyện này, nhưng mà thật sự là anh không còn tình cảm với vợ của anh nữa, anh sống chỉ vì con thôi. Em chấp nhận anh thì anh có thể chia tay vợ. Thì nếu em thấy là như không một được. Người mà sẵn sàng bỏ đi cái người đầu ấp tay gối với mình để đến với mình thì sớm hay muộn kiểu gì người ta cũng có cái khả năng bỏ mình để đi với người khác. Cái này xác suất rất cao, không nói tuyệt đối. Rồi câu chuyện tiếp theo. Bỏ việc đi chơi và từ bỏ quan niệm chẳng thà mặc bikini ra đường còn hơn là mặc váy. Từ từ đem dịch cái này đem nghiệm chứ không hiểu. Cái này khoan, từ tôi đang thắc mắc cái câu chuyện này là của ai vậy? Ai lý giải đi được. Đi chơi và từ bỏ quan niệm thà chẳng thà mặc bikini ra đường. 10 phút. Con này 10 phút. Phút nữa. Chia tay rồi em không bao giờ em quên người yêu em cả. Mà em chỉ tìm cách nào để mà em cân bằng lại cái cuộc sống của mình thôi. Thì cái cách đầu tiên á là em sẽ ngưng cái công việc của mình lại để mà em đi du lịch. Thì cái cách đó thì có vẻ là nó giống với lại đa số mọi người ở đây. Nhưng mà cái cách thứ hai á đó là mỗi lần mà em chia tay xong thì em sẽ có cái xu hướng đó là em sẽ bắt đầu em thay đổi tư duy sống của mình một chút. Thì trước đây á em là một đứa khá là giống con trai. Cái tóc của em ngày xưa ấy chỉ dài hơn anh Bảo chút xíu thôi. Hồi xưa Kim Thanh đừng mệnh danh là em gái của Bùi Tuấn đó. Dạ đúng rồi. Đi kiểu chen là luôn á. Em có một cái câu thề với những người bạn của em đó là chẳng thà là tao mặc bikini còn hơn là tao phải mặc váy. Tại vì trước đó em không thích mặc váy. Cái cách sống của em nó như một đứa con trai. Thì cứ bắt đầu thay đổi dần dần thì bây giờ em như vậy nè. Không, cái đó bọn cô đồng ý. Không là có sự khác biệt lớn lắm á. Cái thay đổi của em nó không phải là em cố gắng em thay đổi bản thân mình để cho mình khác biệt hay như thế nào đó. Chỉ là em muốn là mới cuộc sống mình cân bằng thì mình cũng phải có cái gì đó mình mới mẻ để cái tư duy mình cảm thấy mình thoải mái hơn. Nhưng mà có thay đổi gì cũng phải phù hợp với bản thân mình. Dạ đúng chính xác. Tại vì khi mà mình làm mới mình thì những cái năng lượng mới đó nó sẽ đưa, vô tình nó sẽ nhiều khi nó cũng kiếm cho mình một người mới thì sao ai biết được. Cái đó mình hy vọng những điều tốt đẹp mà. Dạ đúng rồi. Cái đó là một cái hay thì. Nhưng mà rõ ràng là mọi người có thấy là phụ nữ mà sau khi thất tình á, trải qua nhiều cái lần thất tình như vậy là người ta trở nên đẹp hơn không? Đúng rồi. Đúng không? Mạnh mẽ hơn. Họ mạnh mẽ hơn, họ đồng thắm hơn. Chuyện đó rõ ràng. Lớn hơn. Trong đây chắc là chỉ có Bích Trâm mà không hiểu đâu phải không em? Hả? Anh đã nói gì? Em hiểu không? Dạ hiểu chứ. Anh biết là em không hiểu mà. Quan trọng là mỗi khi mà người ta thất tình nó giống như là một mỗi khi mà mình làm bài kiểm tra mà bị điểm thấp vậy đó. Là sang về hôm sau là phải học lại rồi học ôn bài thật kỹ rồi này kia. Mấy khúc đó bị nguy hiểm lắm á. Nhưng mà hình như là cái gì như học đại học học nữa học mãi mà rớt môn hoài luôn á. Thì bởi vì mới đẹp đúng không? Những người đẹp hoài đó là rồi, thêm một cái quan niệm nữa. Bây giờ tiếp tục thử xem cô gái tiếp theo sẽ nghĩ cái gì. Cùng chia sẻ câu chuyện nè. Chặn số, im lặng rồi hăm dọa. Anh mà đến nhà là ăn dao đó. Cái này chỉ áp dụng với những chàng trai nào mà lì thôi. Mà quên ơi, hôm nay em khách đặc biệt, em qua đây là MC đi em. Anh nghe nói là em qua bên đó ngồi, đi qua bên đó ngồi. Đúng rồi. Không? Đi qua bên đó ngồi là MC đi em. Đi qua đó đi em. Làm tiếp đi em. Em hỏi ai đi, ai gần em hỏi ai đi em. Kính thưa quý vị, chặn số, câu chuyện này là của ai vậy? Em. Hóa ra là người phụ nữ có kinh nghiệm nhất ở đây. Đang sử dụng hung khí. Hãy bắt vô. Bạn có thể chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm ăn dao của quên không phải ăn dao là như thế nào không? Dạ, ăn dao là như thế nào không? 4 năm trước em có quen một cái anh đó, quen được 1 năm thì trong cái thời gian quen nhau tuy là thời gian không có dài, chỉ là 1 năm thôi, nhưng mà ngày nào cũng gặp nhau á thì mình cái tình cảm nó nhiều hơn. Nhưng mà sau có một thời gian là mẹ anh ta bị bệnh, thì anh ta ở Bình Dương và về Thanh Hóa chăm mẹ anh. Trong khi cha mẹ anh ta có nhắn tin với một người khác và đang quen với một người đó. Tình cờ thôi, em biết được. Em vẫn chưa có chắc cú. Khi mà em chắc cú rồi á, em im lặng.
không nói chia tay luôn. Tại vì người ta sai lầm là người ta sẽ biết là người ta sai lầm cái gì. Nhưng mà Bảo Quân nghĩ thà đau một lần rồi thôi, chứ đừng nên lần nữa để làm ta khều hoài đau dai dẳng. Nhất khi mà bạn im lặng á, thì chắc chắn trong đầu người ta sẽ suy nghĩ là phải hỏi cho bằng được tại sao, lý do vì sao mình im lặng. Hai tuần sau tự nhận luôn là anh chỉ nhắn tin chơi thôi. Là biết rồi. Có nghĩa là tự biết luôn đó, anh thấy không? Tự biết, tại vì người đàn ông mà người ta tự sai người ta sẽ tự biết thôi. Quýu em rồi. Không nói. Có một lần em làm giống như là chị Ngân vậy đó. Em chặn số 9 lần rồi đó. Không, cái lần khác đó là quá là cái là người ta làm sai quá nhiều rồi. Cái lời nói của mình đó, nó không còn giá trị và mình đợi hoài mà người ta không thay đổi. Thì thật ra cái cách mà chọn cách im lặng á cũng là một cái cách trừng phạt á. Tại vì con gái tụi em á thường á nói thì nói vậy thôi, cho con trai rất là nhiều cơ hội. Đó, nhưng mà đã đi tới cái mức đó là cái giống như là cái sự mà tổn thương này nọ nó cũng nhiều rồi. Thưa em có quen một cô bạn gái 8 năm á. Thì cũng có một khoảng thời gian là cô bạn gái đấy tự nhiên im lặng với em. Mà em không làm gì sai. Em cũng không biết lý do gì sao bạn im lặng với em. Tại em hết đẹp trai không? Mình cũng nhắn tin, mình cũng gọi điện, mình cũng này kia quá trời. Mà có bao giờ suy nghĩ một thời gian sau từ có sai không? Không có làm gì sai luôn á. Sao em sai? Em cũng làm sao sai. Tức là cả nhắn tin với con gái khác, đi chơi với con gái khác. Cuối cùng là có kết quả không? Là có hỏi là người ta trả lời không? Cuối cùng á thì lý do. Cuối cùng á thì là lý do là em không qua nhà đón đi chơi giờ. Trời. Đó. Đó, 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 lý do đó. Tại vì nhiều nhưng mà cái lý do đâu có để mà động não đâu, im lặng xong rồi nói thiệt cái số mà sao im lặng thôi. Đàn ông bây giờ nghe chị Đại trong nhà nói nè, Đức Vân nè. Thường thường chị thấy là đàn ông con trai họ không có ai nhận, không ai biết mình sai á. Có nghĩa là nhiều khi mình nghĩ là cái đó là mình làm đúng đó. Nhưng mà bạn gái của mình là người kế bên thì thấy cái đó sai thì tất nhiên có thể là bạn gái sẽ có thể là đôi lúc người bạn gái này sẽ hạ mình xuống để thôi vậy thôi. Còn hoặc là có đôi khi thì người bạn trai thương quá đó, thành ra cũng thôi anh xin lỗi, nhưng mà xin lỗi xong một tháng sau quên làm lại trang cái cũ vậy đó. Chính xác. Thì có một lúc nào đó họ không muốn nói nữa, ví dụ như con gái họ không muốn nói nữa, họ cảm thấy quá mệt rồi thì dẫn đến cái sự là chia tay hoặc là im luôn. Giống như em mà em sẽ là im luôn và mình bực mình lắm. Em ai phải im lặng với em, anh vô mình không vô được. Anh Cường, hôm nay á em với Lan đến đây ngoài cái việc là thăm anh, nói chuyện với anh thì còn gửi đến em một cái món quà bất ngờ. Đúng rồi. Nha. Anh cái tin là điều này sẽ làm cho anh bất ngờ. Anh thấy không đoán là được đâu. Rồi. Có đồng hồ à? Cái đồng hồ đó, món quà tặng đó. Cái quà đó. Anh ăn đi. Mình ăn đi. Ăn xong đi. Bất ngờ được phải ăn xong rồi. Đang có sức bất ngờ. Em đến thèm ngon bộ. Cái chuyện dân ri order đồ ăn. Đâu rồi. Kể em đi nghe anh rồi. Dạ. Vô những casino. Trong chỗ cá. Bên chỗ casino á, nó đưa cái phiếu như dạ. Tiền mà để mình ăn á. Một phiếu như là 50 đô, hai phiếu là 100 đô. Đứa ba phiếu vậy, bốn phiếu vậy. Cái cầm đủ ăn. Trong cho show biết bao nhiêu nhà hàng. Nhật, Tàu, đây nó đầy uống ăn. Cho nó ăn gì đi. Thôi, ăn đây giờ gần. Kế với casino ăn xong vô đó. Lắm diễn luôn. Ăn nhà hàng Tàu, hai vô. Đọc cái... Thường ăn cái gì? Rồi, mày chén súp, ta chén súp chứ... Dĩa tôm thịt bò được rồi. Ăn cái mồi hơi có cút đầu nữa. Biết đầu kêu. Biết đầu kêu á. Ở đó, tôi biết, tôi biết, đã nói tôi kêu. Bọn riêng nó không biết. Không biết, xong xuôi bà nội cha, nó nhỏ, mì đen ra. Họ kêu nói chuyện gì nhỏ, hò cái nhỏ đem ra. Ở hai vợ chồng Mỹ ngồi đây nữa kế bây giờ. Đem ra hai con vịt. Hai vịt. Ô mà hai vợ chồng cứ nhìn hai này không hiểu luôn. Ăn ngay quay luôn. Quay cuối cùng nó nói tiếng Anh hay quá, giỏi quá. Rồi tu súp thành tu đúp hai vịt. Tu đúp. Nhà tu đúp. Ủa đủ tiền không anh? Dữ. Thiếu 10 mấy. Thiếu 10 mấy đâu. Mắc cười chết. Sao chưa có đi gì á. Đi lấy bài giác gì á. Nhắc bà ông Phụng ha.
kể cái chuyện mà bà Phụng mà chưa kể cho Ri, người ta kể chuyện đi cho bạn ta gọi gãn cá cùng hồng ta nghe. Có không, vô nhà hàng Tàu vừa bớ vừa bước vô thì vô tình thôi mà nó biết Ri đi trước, bà nói thường thường thì con dịch nó treo, con dịch ba dịch nó treo trước chỗ nhà á, ta được rồi ba tôi sắp rồi ô mẹ khẽ rồi mà hiểu ba tôi sắp rồi. Bà Phụng ba tôi sắp rồi. Trời, bà cũng hài hước quá ha. Theo đụng lẳng ba tôi sắp rồi. Mình không có nhớ luôn á thì đó. Mình sức nhớ đến chuyện Ri. Rồi Ri nhảy thì không, Ri không nhảy ai nhảy. Mình vừa cười chết luôn. Mình vừa ông Minh Dương hả? Mà lúc chưa mổ Tường Thân vé máy bay chưa? Mình chỉ sợ lần đầu mới qua mà. Thì là chưa anh hai. Trời ơi đưa đây. Để biết tiếng Anh. Cầm tới thằng ông thầy đờn đờn cầm cho cổ. Ông cầm qua xa. Nói chuyện gì vô làm xong nè vé nè vé nè. Uống gì chưa? Dạ chưa. Sớ uống gì? Dạ em uống cà phê sữa. Tôi uống gì? Dạ, em giống nó luôn đi. Ok tao cũng vậy. Nó chờ tao tí. Tụi mình tò mò. Nó sao ông làm vé heo. Nó tiếng Mỹ rất giỏi lắm nè. Thì theo ổng sao? Đập nhỏ với đen. Vô vô. Mình nấp nấp sau lưng. Coffee and milk. 1, 2, 3 Ly. Đi luôn. Không ngày đâu. Không Minh Dương. Hào của lão. Vui. Sao xua đồ ăn bánh gì vậy. Bày quá dè qua bánh. Ăn gì không ăn bánh. Rồi xong mình ăn bánh đậu xanh kia bánh sô-cô-la này nè. Sơ sơ mà đi theo ẩm ấy đồ sơ giờ kể vui lắm giận bị trắng rồi xong nó vui 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 mà chỉ xong nó gấp cái bánh bỏ vô nó vui vui chỉ đồ gấp rau ra tưởng đổi lại quanh chung chi bánh luôn rồi anh như vậy mà nhiều nhiều cái vui vui lắm ví dụ như tối hôm đó diễn xong ta về đi hiểu không động không à casino mời ăn ăn xong rồi ngồi chung ăn xong anh đi tư long mai bay mấy giờ dạ bay 7 giờ anh hai tao với Cường Sơn bay 7 giờ ông Sơn hả hoặc Sơn mình bay 7 giờ xe mà đi với ai dạ anh đi với bạn em à với tài xế ô rộng rãi tao quá Cường Sơn đi với tài đời với qua limousine đi để một xin xe khách sạn xong suốt cái mất 7 giờ nhưng mình tới sân bay xe tới sân bay chưa đến 7 giờ bay, mới chuẩn bị giấy tờ làm xong check-in, thấy điện thoại anh hiện lên. Alo, gì anh hai? Trời ơi, Cường ơi, chết rồi, cái gì anh hai bình tĩnh, chết rồi. Bố mẹ, cái thằng Kim Tư Long nó bay sân bay khác. Làm đi bỏ lại hả? Cùng giờ mà Mỹ là 2 sân bay, nó bay sân bay khác. Rồi nó trong bây giờ anh bình tĩnh bây giờ anh chỉ cần tới nói chuyện với nó rồi xong cái thằng taxi chở qua tao biết tiếng Mỹ nó chết tiền xong bữa anh check in của vé bay cho tụi em mua đồ thấy quá vậy chợ tao nói Việt Nam Mino elite là làm hết tao nói anh bình tĩnh bây giờ nghe nói là anh có đứa con gái ở Sóc Trăng gì đúng không bây giờ nè anh cầm gọi điện thoại cho gái anh kêu gái anh chờ điện thoại đưa cho cái thằng nào taxi á để cho con gái anh nói chở qua sân bay. Trời ơi, hay quá Cường, hay quá mày nhớ ra được hay cái. Rồi đó, giờ nói chuyện xong trên đường đi. Mình dưới sao leo lên chuẩn bị tắt điện thoại. Hết hai gọi tiếp, lấy sợ ồn. Gì hả anh? Ở trong, chết rồi, không biết tao chết thì con sóc, chết rồi gì. Thằng Mỹ đen nó chở vô rừng. Ta đi đường tắt, Bà thấy nó chỉ chồm, cái thằng Mỹ. Nhìn khiến chú hậu kia ông kia là mình tưởng tượng á ông kia đã phá nhìn khiến chú hậu mà thấy sao thằng này nó có khôn xuống hoài à. Khôn xuống hoài biết tâm mình lúc nào ấy không có nghe điện thoại mà có khôn ông nói gì đêm quá đủ mới đi với tao lúc nào chạy vô rừng không à được tắt cuối cùng nhá ông tới không tới trễ chứ bay bay xong rồi nó bị delay xong rồi delay xong rồi về tới Cali á là cái live show của ổng á 8 giờ trễ tới 1 tiếng rưỡi trong 1 tiếng rưỡi từ 8 giờ mở màn đến 9 giờ rưỡi mở màn tiếng rưỡi sổ số xuống mình hỏi ủa sao anh hai kiếm đó kịp nhưng mà tội nghiệp nó trễ tiếng rưỡi tụi nó sổ số quá trời luôn thằng bầu nó bỏ tiền nó sổ số giống như Thúy Nga vậy đó ngồi tức quá thua nhiều quá tức ví dụ hai hỏi câu trả lời là đúng trà chăm
không ra trăm, trong tiếng rửa cho hoài tiền mà cho ngàn mấy á. Má cười quá. Rồi dọn được chưa? Không cười ăn hết chưa? Rồi xong rồi đó. One, two, three, ly. Đúng rồi đó, mở ra cho nó mát mẻ. Mẹ mua người dữ lắm. Ủa trường tối ngủ đâu được? Ngủ đâu hả? Ngủ đâu? Không, không, về các. Không, đâu quay đâu.